Chào mọi người đến với kênh Mỹ Thi Việt Kiều Pháp Miệt Vườn. Hôm nay trời ở bên Pháp hơi hơi se lạnh nha các bạn, không có được nắng nóng lắm. Hôm nay giới thiệu cho các bạn cái hồ cá koi ở bên Pháp nha. Do thời tiết ở bên Pháp vào mùa đông thì rất là lạnh nên việc nuôi cá nó không hề dễ. Ở bên này trời mùa đông rất là lạnh, có khi nó âm tới 10 độ C ở cái vùng ngoại ô. Nên là nước có thể là nó đóng băng dày lên cả gang tay luôn đó các bạn. Mà cá nó vẫn thích nghi, nó sống được, nó sống ở dưới cái tầng, phía dưới cái tầng mà không đóng băng á. Cái hồ cá của anh bạn nhà mình chắc cũng được 7 năm tuổi rồi. Vào mùa đông cá nó ngủ đông nên mình sẽ không có cho ăn, mình chỉ cho ăn vào tầm mùa hè, tầm khoảng tháng 6 khi mà trời nắng nóng lên đó các bạn. Đây là cái tầng ở phía dưới làm cái kho nha các bạn, để mấy cái đồ để mình làm ốc vít hoặc là máy cắt này kia nọ đó. Chứ ở đây không có ở. Ông bạn nhà mình thì bằng tuổi với ông cậu mình ở bên Việt Nam luôn á các bạn. Hơn mình 15 tuổi lận. Đây là cái bịch đồ ăn của cá đó. Mà nhìn á, nó giống như là mấy cái cuốn chả giò ấy. Để tụi mình cho cá ăn để quay cho các bạn xem cá bên đây nha. Cá bên đây nó cũng gần cái chục năm tuổi rồi mà nó không có lớn lắm. Đó các bạn thấy không? Nó có nhiều màu luôn, cũng giống như bên Việt Nam mình thôi. Anh bạn mình ảnh có đam mê là nuôi cá đó, chứ nuôi cực lắm, mua nuôi bên đây không có dễ đâu. Để làm cho nước nó trong á là phải có cái hệ thống máy, rồi phải chùi rửa hàng năm nữa. Các bạn thấy không, nó cái độ cao của này chắc khoảng tầm 1,5 m. Để mình quay xa cho các bạn xem nha. Rồi quay. Đây là cái hệ thống máy lọc nước đó các bạn, lọc để cho nước nó trong á. Ngay cái chỗ quấn là nguyên cục này là cái đèn, cái tia mà tia UV á, để gọi là gì ta? Tia cực tím á, để nó giết mấy cái nấm tảo đó để làm nước cho nó trong. Đây là cái hệ thống lọc nước đây. Đó, nước nó sẽ chảy qua cái máy này, nó lọc lại trước khi mà nó sẽ trước khi chảy qua vô cái hồ nước á. Nước ở trong hồ cá thì nó cũng hơi trong thôi nha các bạn, nó không được trong lắm. Cũng nhìn thấy được cái con cá đó. Hồi năm trước là nhìn chỉ thấy cái đầu con cá không, không nhìn thấy cái mình. Nước nó bị đục luôn. Năm nay ảnh mua thêm mấy cái sản phẩm vi sinh đó để vô trong nước để cho nó làm cho nước trong lại. Đây là cái bông súng á. Ảnh mua cái hộp ở trên mạng, sau đó ảnh trồng lên. Mà nó sống được 2 cây. Đây là cái vườn gao của mình á. Mình không có trồng nhiều gao. Hôm hổm đi qua bên cái chị ở bên Luxembourg chỉ cho mấy cái cây. Cây này là cây nghệ cứu nè. Mới trồng mới có 2-3 ngày thôi. Đây là cái cây giúp cá. Mình trồng cũng ít thôi à. Trong vườn thì không có trồng nhiều cây lắm. Đây là cây nho nha. Anh trồng được vài cây. Còn mình không biết ở bên Việt Nam cây này gọi là cây gì nữa. Anh mua ở trong siêu thị đó, rồi cái về mình chỉ trồng thôi. Trồng được mấy cây đó mà chắc cũng tầm khoảng năm tới mới có thể có ăn được, chứ năm nay chắc chưa ăn được đâu. Đây là mình quay từ xa cái nhà của ảnh đây. Nhà gỗ đơn sơ cũ kỹ ở trong rừng đó các bạn. Nhà giống như nhà ở trên núi bên Việt Nam nha. Đến đây video mình đã kết thúc. Mình chào tạm biệt mọi người. Hẹn mọi người vào các video kỳ sau nha.